Miếng ăn hay trẻ ăn mãi mà không hấp thụ là tình trạng phổ biến hiện nay, gây lo lắng cho rất nhiều bậc phụ huynh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng biếng ăn của trẻ là do trẻ thiếu nhiều vi chất như sắt, kẽm, vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, magie, B6, dẫn đến các chứng như suy dinh dưỡng, viêm dạ dày, loạn khuẩn đường ruột, khiến trẻ chướng bụng, khó tiêu, lười ăn, hấp thụ kém. Đối với trường hợp bé ăn được nhưng không hấp thụ là do bé bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đặc biệt là với những bé từng phải sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh trong thời gian dài. Do cơ thể trẻ bị thiếu các vi chất cần thiết cho hệ tiêu hóa, do các bệnh về đường ruột hoặc chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu dinh dưỡng, trẻ biếng ăn hay hấp thụ kém, nếu để lâu sẽ gây nên tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi, cơ thể không đủ chất, gây rối loạn tăng trưởng, thậm chí phát triển trí não bị chậm, đặc biệt hệ miễn dịch của con bị kém, hay ốm vặt, dễ bị ho, hắt hơi, sổ mũi, nặng thì viêm họng, viêm phế quản. Cho nên cách tốt nhất để điều trị sớm chứng biếng ăn hay ăn được mà không hấp thụ ở trẻ là vừa thay đổi chế độ dinh dưỡng, vừa bổ sung vitamin và các loại khoáng chất bồi bổ kích thích hệ tiêu hóa ở trẻ. Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, thì tôi và đội ngũ nhân viên y tế đã tìm ra một sản phẩm rất tốt và giải quyết triệt để các tình trạng trên cho bé. Đó là siro ăn ngon, Japa Kids. Japa Kids là sản phẩm hỗ trợ trẻ biếng ăn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản. Được nghiên cứu rất khắt khe, dựa trên các quy chuẩn cân nặng theo từng tháng tuổi của các mẹ Nhật, rất phù hợp với thể trạng của trẻ em châu Á. Trước hết, siro ăn ngon Japa Kids là sản phẩm giúp hỗ trợ kích thích hệ vi sinh đường ruột. Từ đó, hệ tiêu hóa của trẻ được cải thiện, trẻ ăn ngon miệng hơn, không còn các chứng đầy hơi, táo bón. Hệ tiêu hóa được kích thích khiến trẻ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giúp trẻ tăng cân, khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Từ đó, cải thiện chứng còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ, giảm tình trạng ốm vặt, kích thích sự phát triển ở não bộ, giúp trẻ thông minh hơn. Siro chứa các thành phần chính gồm sữa ong chúa và sự kết hợp của 4 loại vitamin, đặc biệt là vi chất L-lysine, được bào chế dưới dạng vi bào, giúp cơ thể bé hấp thụ trực tiếp nhanh hơn, vượt trội hơn so với các dạng viên, cốm hay dung dịch khác. Từ đó, giúp con ăn ngon hơn, hấp thụ tốt hơn, tăng cân đều hơn. Với sữa ong chúa giúp kích thích vị giác tự nhiên của trẻ nên tạo cho trẻ cảm giác thèm ăn, giúp con ăn ngon hơn. Vi chất L-lysine giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa táo bón, biếng ăn của con. Khi dùng Japa Kids, con không cần bổ sung men tiêu hóa, con đi vệ sinh đều. Vi chất này giúp trẻ hấp thụ canxi, tạo collagen để giúp quá trình tạo mô liên kết của da, xương, sụn, giúp thúc đẩy và phát triển chiều cao của trẻ. Japa Kids bao gồm các nhóm vitamin vàng như vitamin B3, B6, B2, B1 là những vitamin để giúp con hấp thụ protein chất béo từ trong thức ăn. Nhờ đó, con tăng cân rất tốt, phát triển ống thần kinh và phát triển não bộ toàn diện, con thông minh hơn. Nhiều bậc phụ huynh sau khi cho con dùng siro ăn ngon Japa Kids đều cho phản hồi tích cực. Đa số phụ huynh đều chia sẻ rằng cho trẻ sử dụng Japa Kids 6 tháng đầu tiên thì đã ổn định được hệ thống đường ruột, đào thải được các vi khuẩn có hại, kích thích vành đai vị giác của con. Sau 2 tháng, hệ tiêu hóa được cải thiện tốt hơn, đẩy nhanh các vi chất dinh dưỡng vào cơ thể. Sau 3 tháng, con tăng cân, duy trì chỉ số cân nặng ổn định và không xuất hiện tình trạng biếng ăn trở lại. Chúng tôi khuyến nghị trẻ biếng ăn nên dùng 1 tháng 3 hộp đều đặn để đạt hiệu quả cao nhất.